Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại vì đang là buổi chiều tối quá. Đấy, hôm nay thì bão về, trời nãy mưa to quá. Bây giờ ngơ ngơ một chút thôi. Hoàng Hiền thì đang chạy lên nhà chị gái. Trong cái chương trình là làm chuồng và đổ đường nhà chị gái. Gạch thì là đã gọi trở vào rồi. Đấy, nhưng mà xây thì chắc là làm thì chưa làm được, bởi vì nó đang mấy ngày nó mưa liên tục, chắc phải hết ngày này ngày mai là ngày kia nữa. Mai với ngày kia mới là ngày mai mới là bão nó mưa, chắc là mưa mạnh nhất đấy. Nhanh lên nào, giờ Hoàng Hiền đang lên nhà chị gái xem là cái chỗ cỏ của nhà chị gái ấy, thì là xây chuồng ở chỗ đó sau bếp đấy, thì đang tranh thủ là cái trời nó đang ẩm như này, nó mưa này, thì đây mở chị gái chị đánh có cái đào cái gốc cỏ đấy, nó có sẵn mầm rồi đấy, chị trồng nó sang bên cái vườn bên ấy, thì là chỉ được có nghĩa là vài hôm là được cắt ngay, nó không phải đợi lâu như cái cỏ nó trồng mới gốc kia đấy. Đó, xem mà tình hình gạch rất là đổ thế nào. Còn về xây chuồng với đường thì mà Hiền với chị gái đã bàn bạc cụ thể phương án làm cũng như là bàn cái thợ xây làm như nào và đổ như nào rồi. Mong là nó dự báo nó mưa me me bé bé này, gió bé bé rồi, gió to là tốc lên mái. Em Thành ở giữa nhà ngày hôm nay mưa như bão, may là mấy nhà anh em ở gần đấy ngon ngã rồi sang ở nhờ đỡ mưa. Ngân ngớ tí rồi lại bắt đầu lặng hạt đấy. Trời ơi, cảm giác nó lạnh lạnh nam nhỉ? Lạnh thật đấy. Như kiểu là mùa thu. Xe xe đúng không? Ra đường cảm giác kiểu mùa đông đang đến nhỉ? Vui mừng, các bác theo dõi video rất mừng cho bà gái. Đấy, rất nhiều các bác comment cũng như là gọi lại cho Hoàng Hiền vui mừng cho mẹ con nhà chị gái. Đấy, một lần nữa thì cháu Hoàng Hiền xin phép được thay mặt cho nhà chị gái cháu cảm ơn cô Tuy Hằng rất nhiều đã giúp đỡ cho hai mẹ con nhà chị gái. Đi xem em thay đổi cuộc đời, thay đổi số phận, có nhà mở cửa. À được được. À gạch đổ đây. Hả? Ai? Mẹ dọn chuồng bò hả? Ừ. Gạch này đổ rồi. Nó cho xe mà con. Nắm ra cái xe này Hiền nè. Đừng cứ chạm vào tường. Đấy, được rồi. Mưa cho xe đỡ dỉ hiểu chưa? Ờ. Nó thấy xe đấy. Tao đi đi ra ngoài. Trời đất quỷ thần ơi. Không chào các bác à? Hả? À? Chào các bác à? Chào các bác. Dọn dẹp à? Ừ. Ai giờ. Đúng rồi, cho hai cái đây đi, nó sạch sẽ đi. Được. Cái rác cái đống này đều lối đặt vào đốt luôn. Cái dưới bóng kìa. Đấy. Thành lấy thổi quét cho mẹ con, quét cái hiên này đi. Quét sạch đi. Nào giúp mẹ ấy chứ.
Một gái từ hôm qua này có tin vui sướng lắm. Cười phơ lơ. Đêm không ngủ. Cười tét tét. Đấy, cái chó gọi cho đấy. Nga này bà gái các bác bảo lớn nhanh thật đấy. Chăn lớn siêu nhanh. Ai là cỏ cắt mà nó cho chăn mạnh phết nhỉ. Đấy đúng rồi, thằng Thành quét mạnh hơn. Hót hết ra ngoài cho nó sạch sẽ. Đây này Thành ơi. Đây này, quét sạch đi. Quét hết ra ngoài nó sạch sẽ. Bà gái nuôi mấy con Ngan này cũng vui nhưng mà bọn này nó bẩn lắm. Bọn này nó nằm nó làm nó thải ra đấy. Gà trống buộc chân à? Con này thả vào đi ngay à? Tìm mái đúng không? Tìm mái. Thôi, xin lỗi cuộc đời. Anh hứa đưa em đi suốt cuộc đời. Tại sao không đưa được đoạn đường em đi? Con này đúng sống như một gái này, thả vào là nhảy vào tường là sang nhà khác này. Không quét cái chuồng này đi. Bà gái này, quét cái chuồng gà đi. Hất cái phân gà ra ngoài cho cỏ nó tốt. Đấy, cào hết đi. Đây này, Thành ơi. Quét cả trong chuồng kìa, không hót hết cái phân đi. Quét sạch rồi. Đúng rồi. Quét đi làm cho mẹ đi. Đấy, giấy sạch. Được bột chuối tiêu. Cái đấy cào gốc chuối cho tốt. Cào gốc chuối. Xong những cái chỗ trống này bảo này bà gái này. Những cái chỗ trống này nhá, đây này. Là bà cuốc cái gốc cỏ ngoài kìa. Đấy, trồng luôn vào đây. Cho lên, hiểu chưa? Những cái lá chuối này phát lên những cái lá cho nó quang đi. Hiểu chưa? Đấy. Cỏ yếc này là cắt đâu rồi phải rẫy sạch cái đấy. Đây này, nhặt hết những cái này đi. Ngay ra cái này đi, bỏ cái này đi. Được chưa? Cho đốt. Nó đang hỏi xẻng đâu. Xẻng đấy đấy. Giấy đi, giấy không? Để cuốc cái gốc kia vào để trồng đi. Đấy, cào hết cho nó quang, nó sạch cái khu này. Gạch thì vứt ra chỗ khác kìa. Vứt gọn làm kìa. Mưa quá em thợ chưa làm được bà gái. Chưa sáng mới làm được. Mưa xây ra được. Mưa đang làm. Cái cửa chỗ nghe cứ mở như thế cho ra. Mở toang nó ra. Không phải đóng nữa, hiểu chưa? Cho cửa ngan gà nó vào đấy. Bây giờ nó gà chị nó quen nó không đi nữa rồi. Đóng cái cổng ở ngoài là được. Con gà trống thì buộc nó hợp lý. Vì con đấy sảnh nhau nọ nó bay vào tường cái tí thì mất. Quét sạch cái chuồng này đi. Đấy, cái rỗi rắn là phải làm nó gọn gàng sạch sẽ hết. Thành quét sạch chưa? Quét sạch vào đi. Không, cả mưa cho làm gì? Mưa ai cho bỏ ngoài nó ốm.
Dọn tí nữa cho buộc ở ngoài cửa này. Đúng rồi, dọn. Không còn đeo dép à? Hả? Không sợ mảnh xanh, đeo mảnh xanh nó cắm vào chân chết. Uốn ván đinh nhức nhắm mà chết đấy. Một cái phải phát mấy cái lá chuối thì nó mới quang được. Thành rau dao Thành. Ừ. Phát nó quang. Không trồng nó lên rồi. Đúng là dòng này lên nhanh nhỉ. Vừa nó phát hết này lại lên tốt xù rồi. Cái đắp, cái đắp xung quanh nó. Đắp xung quanh gốc chuối này. Gạt nó đều vào. Tí diện tích còn trồng. Đưa mẹ làm Thành ơi. Đưa mẹ làm. Có nhặt cho bò ăn. Lấy lá cho bò ăn luôn, chặt ngắn cho nó chén. Phát thì nó vừa quang cái chỗ này, ông bà nhìn nó ung tùm quá. Ở đây nhá, đây cái tàu nó nón chị này, phát đi. Bà gái này. Đấy. Này. Cho đi, cho bò chén. Chặt ngắn ra cho bò. Xa mồm ra. Béo ô quýt nha. Phát này hết sức lưu ý, nhiều người chặt còn chặt cả mồm bò. Có chuồng đẹp rồi. Chuồng này hỏng, xuống cấp trầm trọng. Xuống cấp nghiêm trọng. Kia trong kia, trong kia. Đấy. Lần lượt từ đầu của nó xong rồi đấy. Cả cụ bên, cả cụ. Đấy, này chồng quá là nó được cắt ngay vào cái, hiểu không? Đấy. Để gọn cả mê đấy. Nó vẫn còn dễ. Đấy, được rồi, cứ để mê đấy. Đấy, đấy Nguyên đấy. Cuốc tiếp. Cả mê của nó, đừng có cuốc vào củ của nó. Đấy, với việc lát đất trong kia lát mỏng một phát trồng vào được cắt luôn, không phải đập đất nhiều, cả nó đang có đất nó ăn được rồi đấy. Thằng Thành mang một cái xảo đây, kiếm cái xảo đây, mang mẹ cái rổ đấy, con này cái cẳng ấy mạnh, cuốc tung thì đừng đập, nó bay đất dễ, nó lại ấy nên cả cụm của nó ấy. Đấy. Được đấy, được, mà mang đấy đây. Con cho cái này vào đấy.
con bê sang bên cái chỗ mẹ con vừa dẫy, con đặt ở đấy. Cãi cho nào, cứ cãi lắm, bảo làm nó quen. Được rồi, thế thôi, bê đây. Đấy, giờ làm được hết. Mà gái này bây giờ là ít phải đi cắt cỏ ngoài đồng đó. Đấy, bởi vì đã có cỏ ở nhà. Trước, mấy hôm. Trước đây là bà này là bà ấy chưa biết trồng cỏ ở nhà, là ngày nào cũng ra ngoài đồng 4-5 giờ đi cắt cỏ ngoài phốc. Giờ sướng chưa? Thay đổi chưa? Mưa gió này ngồi ở nhà nghỉ cắt 15 phút bỏ ăn ốm đúng không? Thì thay đổi như thế chứ. Không gặp em thì tầm này bà vẫn đang đi mò cua bắt ốc. Cần cua vào chân nhá. Đấy. Được. Cứ để luôn mây đấy, tí nữa cứ đôi cứ đặt để nối được không? Xong nó tự ấy. Ok. Bà gái này giỏi rồi, làm không còn cần đeo dép. Cứ chưa đất một dã. Mày lắm, chưa mày gọi đi ra ngoài này chơi. Thế à? Giờ thân lắm phải nhờ. Mày hiền, mày hiền. Hiền lành mà thật. Bà đấy bà chị này chơi với nhau được. Kiểu là tổ tổ với nhau, thật thật với nhau. Hả? Nhưng mà bà hiền không bằng chị được. Kiểu tổ tổ với nhau ấy. Thật thà với nhau. Nó không phải là người mà kiểu kiểu lanh đợi. Đấy. Thế như thế mới dễ chơi được. Chứ còn người mà tính toán và lanh đợi thì lại không chơi được. Chơi bà, hai bà chỉ bị lợi dụng. Đấy. Mạnh. Đây đấy. Được không? Như thế là chị chỉ mưa này chị chỉ cần độ một tuần là lại được cắt rồi. Bởi vì nó cũng không mất cái thời gian nó mọc mầm nữa, hiểu không? Mà nó đang có một cái lực sẵn đấy rồi. Rễ nó có rồi, nó chỉ việc thấy nó lên thôi. Này nó dễ cuốc, đất cát. Thành nó bê chậm đấy. Anh ơi, bê cho nhặt con. Mạnh chuyện chứ. Yếu à? Ừ. Cứ bảo làm cho nó khỏe thì đâu. Nó vừa chịu khó, vừa chịu thương, chịu khó mà nó vừa biết việc. Sau nó lớn mà nó cứ tổ rồi làm cái gì. Con cứ ít một thôi. Đấy, đặt một mảng đấy vào bê, nó lại ra bê tiếp. Làm giúp mẹ đấy. Diễn viên này là chịu khó này, được cảm tình của các bác theo dõi video. Bê đi, yếu đây. Bê đi. Ui giời ơi, cái ông diễn viên điện tử này. Cái mảng bé thôi, mảng to này tí mẹ bê. Đấy, nhặt cái bé trước. Đấy, được rồi. Ui, thế nhẹ quá à. Cầm cái nữa mày mất công đi. Thằng diễn viên điện tử này, nó mà nhẹ quá thì con này cho vào cho nó vừa, con nặng quá thì con bỏ lại, hiểu chưa? Nét không? Đi còn gì làm bây giờ còn gì nữa. Đấy, bỏ bà gái này buộc chỗ kia chén hết ông cỏ kìa. À, tuyệt vời đấy. Được.
mày ấy. Thức gỡ là thằng thành con này. Cái to đấy để lại cụ ơi. To lặng thì thôi. Thật ra có lặng mấy đâu tao bê một tay được. Đi ngon đấy, mày cứ trả vào vậy không? Để làm giúp mẹ ai chứ. Khu này có cái gốc nào cua ghét đấy là trồng nhá. Ừ. Khu này nhà chị sau là làm chuồng mới láng ở hiên rồi. Hết đất chỗ này rồi hiểu chưa? Đấy. Nối cho bò đến nữa. Có trồng thì trồng ở sau chỗ nhà tắm thôi. Đầy đây chỉ có trồng người ra là nó ổn hơn nghĩa. Cua ghét này trồng phải xin nữa. Cứ bên cái vườn bên chỗ nào trống trồng phun rồi. Mệt chưa hả Thành? Mệt rồi á. Mày bê được 4 chuyến chưa mà mày mệt. Yếu này thanh niên hoi à? Hả? Làm cho mẹ đấy. Bây ít một. Rồi ơi, không được cầm một tay được. Mày chả phải bê cũng được. Cái nào nhẹ ai, cầm mỗi tay một cái. Để thả thằng đấy được. Cầm chưa đẩy 5 phút. Đấy. Cầm một cái nữa đi thẳng ra đây ra để. Mệt gì đâu. Cầm cả cụm. Đấy. Này thể dục mệt thật. Rồi bên này luôn, cuốc luôn. Xong tí em bảo nhá, em bảo này. Cái chỗ đấy nhá, chỉ việc gạt. Gạt một lớp đất mỏng thôi. Đắp những cái này vào, treo hàng của nó nhá, cũng treo hàng nhá. Xong thì đắp đất ở hai bên vào nó. Được chưa? Hết hàng đấy thì lại rạch hàng khác lại đắp đất vào. Là nó sẽ lên ngay. Là được cỏ gắt ngay hiểu chưa? Em phải về đã nhá. Cứ thế mà triển khai thôi. Lên một tí để bảo làm ăn thôi. Không ở đâu được nhá. Chào các bác đi. Chào các bác. Đấy, nó có mà ngớt mưa này làm được. Còn nếu mà nó mưa to thì nghỉ. Đúng là nó tạnh như làm. Nhá. Phấn khởi lắm đúng không? Ok nhá. Bọn này tiến bộ vượt bậc các bác. Làm ăn được ạ. Ôi giời ơi. Trời ơi, mưa. Cỏ này, trồng này. Có cỏ chăn này chứ. Cái này nó bái dẫy, bái bón là nó lên là mầm. Ôi Hoàng Yên, chào các bác nhé. Kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại, lên đi nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Đây.